Thưa quý vị, giáo dục giới tính, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, hỗ trợ các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đang là vấn đề được ngành dân số và ngành giáo dục Bến Tre quan tâm triển khai nhiều năm qua. Các hoạt động này bước đầu đã hình thành được nhiều mô hình truyền thông tại các trường, góp phần nâng cao kỹ năng hiểu biết của học sinh về cách bảo vệ mình trước nguy cơ quan hệ tình dục sớm, biết cách phòng tránh thai an toàn. Mang thai, phá thai, quan hệ tình dục ở lứa tuổi học đường đang ngày càng phổ biến. Trẻ 14-15 tuổi phải nạo phá thai 1-2 lần là không hề hiếm gặp trong xã hội hiện nay, thậm chí có bé còn nhỏ hơn số tuổi này. Trong năm 2022, Bến Tre có 44 trường hợp trẻ vị thành niên phá thai. 6 tháng đầu năm nay, con số này là 30 trường hợp. Và đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nguyên nhân thực trạng này là do đâu? Phải chăng là do các chương trình giáo dục giới tính tại các trường học vẫn còn quá ít ỏi, phụ huynh còn e ngại và cũng thiếu kỹ năng trong việc hướng dẫn trẻ, vì thế chưa cung cấp đầy đủ, trang bị cho các em những vốn hiểu biết cần và đủ để bảo vệ mình trước nguy cơ quan hệ tình dục sớm, quan hệ tình dục không an toàn. Hiểu rõ thực trạng đó, nhiều năm qua, ngành dân số Bến Tre đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai các hoạt động hỗ trợ tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính cho các em học sinh tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Từ đây, bước đầu hình thành nhiều mô hình tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ các vấn đề về giới tính, tình yêu, giúp các em bước đầu trang bị cho mình những hành trang bổ ích, ghi nhận hoạt động này tại trường trung học phổ thông Ca Văn Thỉnh, huyện Mỏ Cày Nam. Để giúp các em học sinh nâng cao nhận thức cũng như là kiến thức kỹ năng trong cái việc mà ứng xử các cái mối quan hệ khác giới, tránh những cái kết quả không mong muốn, thì nhà trường cũng đã tổ chức thực hiện lồng ghép giáo dục về giới tính, các cái nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản trong các cái môn học có tiềm năng cũng như trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, cụ thể như là qua các cái môn như sinh học và giáo dục công dân với những chủ đề gần gũi, thì giáo viên sẽ xây dựng kế hoạch dạy học có lồng ghép những cái nội dung này để góp phần giáo dục kiến thức và kỹ năng của các em. Nhà trường cũng tổ chức các cái hoạt động giáo dục như là các cái diễn đàn để học sinh nói, học sinh nghe, cũng như trao đổi với các cái giáo viên mà có kinh nghiệm, có chuyên môn, như là diễn đàn tình bạn đẹp, diễn đàn phòng chống xâm hại tình dục, để thông qua các cái chuyên đề, các diễn đàn đó, các em được giáo dục một cách trực tiếp về các cái vấn đề giáo dục giới tính cũng như chăm sóc sức khỏe sinh sản. Khi mà bước vào những cái năm tháng cấp 2 á, thì lúc đó cũng là lúc mà em bước vào cái giai đoạn dậy thì em cảm nhận được là mình cũng có những cái sự phát triển rất là khác biệt so với trước đây, cũng như là có những cái sự phát triển rất là khác so với những cái bạn khác giới, nên là em bắt đầu tìm hiểu những cái vấn đề này. Góc truyền thông nhỏ được trang trí đơn giản nhưng lại vô cùng thu hút các em học sinh của trường, bởi phần lớn các sách tư liệu về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, tình yêu học đường là những tập san, những tranh ảnh được chính các em, các lớp đàn anh đàn chị khóa trên tự tay trang trí, tô vẽ. Vì thế, việc tiếp cận các kiến thức từ đây đem đến cho các em cảm giác gần gũi, dễ hiểu, thiết thực. Bên cạnh việc trang bị các sách, tranh ảnh, báo, cung cấp kiến thức về giới, về sức khỏe sinh sản, về tình yêu cho các em, nhà trường còn thành lập tổ tư vấn để trực tiếp hỗ trợ các em tại trường trong giờ học, hỗ trợ mỗi lúc qua đường dây nóng hoặc Zalo của giáo viên thuộc tổ tư vấn. Hiện tại thì công nghệ cũng đã phát triển rồi, với lại là nhà trường cũng đã tổ chức lồng ghép vào tất cả các cái lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt là bên cái mảng tư vấn tâm lý thì bên tôi cũng đã hỗ trợ cho các em rất là nhiều. Ví dụ mỗi khối lớp theo cái tâm lý lứa tuổi là nó khác nhau, cho nên là chị đã lập riêng từng cái nhóm một. Ví dụ như là nữ sinh 10, nữ sinh 11, nữ sinh 12, hoặc là nam sinh 10, nam sinh 11, nam sinh 12. Thì tại vì tâm lý lứa tuổi của em mỗi một cái độ tuổi nó là khác nhau, cho nên khi mà các em có cái nhu cầu gì á thì tôi sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ các em ngay. Chính sự chia sẻ đầy cảm thông, nhẹ nhàng, gần gũi và mang tính riêng tư, tôn trọng học sinh của giáo viên đã giúp các em mạnh dạn trong việc chia sẻ, tìm hiểu, hỏi đáp với giáo viên các khó khăn của bản thân, từ vấn đề sức khỏe sinh sản đến chuyện tình cảm yêu đương học trò, giúp các em có thêm sự tự tin hơn trong học tập, trong xây dựng mối quan hệ với bạn khác giới. Cũng từ đây, việc giáo dục nhắc nhở của giáo viên về tình yêu học trò, các tác hại của việc quan hệ tình dục sớm, của mang thai vị thành niên được khéo léo chuyển đến các em như một thông điệp, trở thành hành trang luôn nhắc nhở các em để các em biết cách bảo vệ mình an toàn. Hè năm 11 thì em có bắt đầu tham gia, nhà trường có thành lập một cái
tư vấn học đường để giúp cho bọn em giải quyết những cái thắc mắc này. Và thường thì em và một số bạn gái thì có những cái tâm lý chung là khá là ngại chia sẻ một số chuyện. Nên là nhà trường cũng thành lập một cái group riêng để cho tụi em tạo môi trường trao đổi tốt hơn và có giáo viên hỗ trợ trực tiếp khi mà tụi em cần. Những cái truyền thông của trường giúp ích cho em rất là nhiều. Thứ nhất là giúp cho em mạnh dạn hơn trong các mối quan hệ bạn bè và với nhau. Và thứ hai là giúp em tự tin hơn trong cái việc mà ứng xử các tình huống. Tin rằng từ những hiệu quả bước đầu này sẽ giúp cho các mô hình gốc truyền thông chăm sóc tư vấn hỗ trợ các em học sinh tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông được nhân rộng, phát huy được hiệu quả. Để giúp các em có được những kiến thức đúng đắn, bảo vệ mình trước nguy cơ quan hệ tình dục sớm, mang thai ngoài ý muốn, để những bối rối ngập ngừng, e thẹn, tình yêu tuổi học trò ban đầu thật trong sáng, trở thành những ký ức tuổi học trò đẹp nhất là hành trang giúp các em vững vàng trong học tập, bước tiếp cuộc hành trình cho tương lai. Giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, tình yêu cho các em không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà cần sự chung tay của toàn xã hội, của các cấp chính quyền, các đoàn thể, của ngành y tế, giáo dục. Và quan trọng nhất là vai trò của gia đình, của những bậc phụ huynh. Từ đây giúp các em làm chủ tương lai, khẳng định vị thế của phụ nữ trong xã hội hiện đại, đóng góp xây dựng quê hương.